Ủa chú Mạnh vậy mình làm cái nghề gì chú Mạnh? Cano của mình làm nghề gì? Câu cá hay là du lịch? Du lịch câu cá. Du lịch câu cá luôn ha. Thì cũng là may mắn. May mắn là ở đây gặp chú Mạnh ở quận 8 đi qua mua cái máy ha. Quay cho anh em xem chơi. Để coi nổ máy nữa. Chờ xem nữa nha. Đây chú Mạnh đây. Chú Mạnh, mình mua cái máy này về đặt Cano 6.3. Cano 6.3 hả? Ừ. Vậy là đặt ở đâu chú Mạnh? Đặt tại Cà Mau. Cà Mau ha. Dạ. Đem về quận 8 chơi. Dạ. Đem về quận 8 trước ha chú. Ừ. Vậy thì bây giờ sẽ nổ máy. Anh Sơn đặt máy. Dạ. Anh Sơn Cà Mau. Cho anh Thanh Sơn đặt ha. À, anh Thanh Sơn đặt. Rồi, Từ Siêu chào anh Thanh Sơn luôn nha. Tại vì sắp tới thì Từ Siêu cũng xuống gặp anh Thanh Sơn chơi. Anh Thanh Sơn cũng khá nổi tiếng tại Cà Mau. Bây giờ nổ máy để cho chú Mạnh xem. Cái máy này lúc trước mình có quay rồi nhưng mà bây giờ nổ lại một lần nữa nha. Và sẽ không lấy hộp số này. Lấy hộp số đồng tua. Nói chung là cái hộp số thì cũng chưa biết nữa. Để hơi cái anh kia ảnh đem hộp số qua coi được không nữa. Chưa biết như thế nào. Ủa chú Mạnh vậy mình làm cái nghề gì chú Mạnh? Cano của mình làm nghề gì? Câu cá hay là du lịch? Du lịch câu cá luôn ha. Ở Cà Mau đúng không? Du lịch câu cá quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ủa vậy là ở quận 8 hả? Rồi đặt ở Cà Mau. Đặt máy Cà Mau. À hiểu rồi. Thì quận 8 chơi. Rồi quảng cáo giùm luôn. Mua máy về cano nào biết chỗ sao đâu. Cano là cần cano gặp anh Mạnh. Đó, giữ luôn. Chắc có dịp thì Từ Siêu cũng muốn trải nghiệm. Chú Mạnh có cho Từ Siêu trải nghiệm không chạy? Cho luôn á. Rồi ok. Cảm ơn chú Mạnh rất là nhiều. Chuẩn bị. Anh em nào thích thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình của anh Tám nha. Ủa chú Mạnh ơi, cho con hỏi là hiện giờ chú Mạnh có mấy chiếc cano vậy? Hai chiếc ha. Vậy là chiếc này là chiếc thứ hai là đặt 6.3. Còn chiếc kia? Chiếc kia 49 chiều dài ha. Dạ. Rồi có dịp thì mình sẽ đi theo chú Mạnh quay cái cảnh câu cá cano tốc độ chơi ha. Còn bên cá được không? Ủa vậy là mình mở dịch vụ này lâu chưa chú Mạnh? 6 tháng hả? Dạ. Thiếu nhớ chầm vô chút xíu nha, đồ đủ luôn. Ok. Này tiêu chuẩn mấy lít? 6 lít, 23 lít. Máy này. Vậy là mua thêm cái tiếp lô này nữa nha anh em. Ở đây cũng có bán tiếp lô rời nữa. Lúc trước mình đã nổ rồi nhưng mà bữa nay là nổ lại cho chú Mạnh xem nữa. Tại vì yêu cầu của chủ mà. Lấy chú 1.3 không được. Tiếp lô cái nhiêu? 8.5. 8.5 hả? 8.5 bóp cho nó 7 triệu đi. Còn lại 1.5. Quất chưa? Lên ga.
được chưa? Được chưa? Rồi ok. Rồi cái vụ hộp số thì chưa biết nữa, chưa biết hộp số nghe anh Sơn ơi. Có hộp số mới lấy. Có hộp số mới lấy. Anh em về luôn. Có hộp số mới lấy. Giờ muốn đậu không được không? Bữa nay đi đâu chở vậy mà từ xeo. Muốn đậu không được chứ. Ở nhà có hộp số chưa? Vì là chịu rồi đó. Ờ chị còn ghét mà. Vậy thì các em này đó là giao về Cà Mau nha. Anh em cứ liên hệ với anh Tám đó, số điện thoại trên màn hình đó. Rồi ảnh sẽ nói giá với anh em nha. Máy nào tại vì nhiều khi nhập công về là mấy chục cái. Nhưng mà trong khi đó là ai dành trước thì được trước thôi ha. Rồi clip này đến đây kết thúc luôn. Hẹn anh em clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.